mày muốn làm gì? Làm tinh. Đỉnh giờ đâu có đụng gái, chưa dám đụng nữa, không đỉnh. Trời đụng á, tao chưa có cơ hội đụng rồi. Bây giờ có, cũng đã dám đụng. Đi ba, đi chơi gái thì chưa rút. Chưa nghe chơi gì luôn hả? Có luôn hả? Đâu má, chụp rút, nhất bây giờ. Sao không tao biết? Đường nào nhanh hơn? Đây, đi đây ra hết trơn rồi. Đi bên trái mà. Đi đây là ra bảy cái đấy luôn à. Đi đường không được chân á. Đi đâm ra biển hết trơn rồi. Nhưng mà mày đi đường, cái đường bên phải nó lâu. Tắm biển mát không? Mày đi. Mày đi đến. Chắc chắn là cách nào để trợ giúp cho tắm biển nào. Phải. Phải Google. Đi. Chắc chắn rõ ràng à. Đâu không? Ủa sao mày đi cái đường thẳng rồi? Ừ. Cái đường mới người quen mày. Đâu? Quen thiệt. Ê, đường mới nó mới không chắc chắn cho cái lỗ không mày. 23 giờ tao quay clip cho tao gửi cho. Ủa. Đường trái à? Mày phải. Không, cứ đâm thẳng ra biển được rồi, không có người quay trái nữa. Đây nè, để trái Lý Kiệt nè. Mày đang đốt xăng quá rồi đúng không? Đi theo Google. Đi theo Google đi mày. Mày đang đi thẳng. Qua đi, qua lẹ. Đó. Mà nó nhá mặt mày, chửi mặt mày đó. Quay vài cái nữa là tiếp đi, kêu cho nó nói cho em. Em đây là một đi 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 sao rồi, đi sao đó Diệp Hải đó, mày mới hỏi cái nó Diệp Hải gì nữa. Đi gì vậy? Đúng á, nhớ mua bài nha. Tí gần nhà có Family Mart à? Có Family Mart có bán bài không? Đó, sơn lục thay có quà màu đỏ. À, siêu cây có quà màu đỏ. 300m nữa về trái. Cái nào đang nhanh hơn đi ngoài. Tao cũng đói với bộ rượu mới, tao đói gấp mấy. Mày hỏi Google coi làm cách nào ăn nhanh hơn. Bá chắc tao ăn rượu mới 80% thôi. Đến. Làm cách nào để ăn nhanh hơn? Không chắc chắn làm cách nào để trợ giúp cho làm cách nào để ăn nhanh hơn. Nói gạch gì vậy? Ý mẹ, đi đường phải không vậy? Đúng rồi. Dạ, ăn tiếp. Cái đường ngang này không lại gì hết trơn. Ồ, thấy hồi đâm ra ngay chỗ đường chặn đó nha, nguy lắm nha. Đường này là đường hai pháo. Còn anh Thắng là ra cái chỗ đường chặn đó. Không, mà đi qua đâu mà. Tự nhiên. Chặn thì mình hiện tông. Chặn thì lộ cái đuối. Ừ, lộ cái đuối đi. Không. Thúi lắm mà, lộ cái đuối thúi lắm. Lộ cái đuối ăn ngon mà. Cái đuối thúi lắm. Đó là nó dở thôi, bánh phò đi. Không. Không. Như có nguyên con tôm ở trong không? Mình hột dở lại. Dở bánh xèo rất nhiều lần. Tép ở trong đi. Bánh mà biết ăn mà. Gốc muối sữa rồi. Bánh phò của ba. Đồ giái nè. Hotel Cyber kìa. Hotel Cyber. Là anh gạt gì? Ờ, lộn Hotel Sky Coffee. Gốc cục điện là lộn, nó vô đây để đồ mới làm gì. Vô đây làm. Gốc cục điện mà. Đâu? Dạ, tên nè. Bánh mà lộn như là gốc. Ờ. Rẽ trái. Đúng nó sao có đi cái đường Phan Chu Trinh không mà đồ mà đi dữ vậy? Phải móc mà, nãy giờ mình không móc. Ờ, đừng có một teo được nè. Cỏ máy nè. 150 rồi. Đâu? Ồ, quay cái nhìn dữ ha. Kìa, đi thẳng là đường hơi chinh nè. Đó, Phan Chu. Đâu? Ủa, Phan Chu Trinh hả? Chứ đó phải Phan Châu Trinh mày. Ờ, Phan Chu Trinh. Ờ, đúng rồi. Chạy thẳng là tới rồi đó. À, rồi, tới rồi. Nhớ đường chứ mày. Nhớ rồi, tao nhớ rồi. Nè, chuẩn bị ra tới biển không nè. Đáng lẽ chạy được nhanh hơn, nè, đi một vòng. Ờ. Sao công an đâu gọi tới cho nó dịch, đỡ máy xe này đi. Có người bắt kỳ, giang bắt kỳ rồi. Nhà nghỉ Ngọc Dung. Mới nhớ là thời kỳ đi chứ bồ ở đây. Nằm tối ôm ngủ sướng nè. Không sướng. Sướng chứ. Ôm thôi hả? Con gì quên mẹ tên rồi. Ôm sờ chứ. Đã rồi. Phải làm luôn chứ. Làm gì? Mày muốn làm gì? Làm tinh. Đỉnh giờ đâu có đụng gái, chưa dám đụng nữa, không đỉnh. Trời đụng á, ta chưa có cơ hội đụng rồi. Bây giờ có, cũng đã dám đụng. Đi ba, đi chơi gái thì chưa rút. Chưa nghe chơi gì luôn hả? Đâu có luôn hả? Đâu má, chụp rút, nhất bây giờ. Lần có mấy kia đổi thế mà đụng má. Đang có ngoài fan luôn rồi. Làm ra nếu được. Đi bên đá. Trời, qua trong đây có quá chụp phòng thôi. Không, có đây rồi má. Diễn bài về coi YouTube đá hợp lý. Quá đã.
quá sướng. Mà chưa phải đeo đi, đeo phải tối. Đâu đi bạn cái chặt heo liền. Tối nay đeo đi giỏi rồi bạn. Đi đâu? Đi ra cái chỗ đó. Đi với ăn không rồi đi. Mấy giờ rồi? 7 giờ hả? Thì 8 giờ bắt đầu rồi. 9 giờ về cũng được, gần không à. Tại em đi vòng vòng này thì không mệt. Quá sợ đông quá, 9 giờ đè đông. Có xe sao về ăn lẽ chắc cũng phải là 11 giờ mới về đúng không? Bao nhiêu rồi bảo con đi không? Không đều không? Không. Lòng má màu vậy? Không không. Phải gặp được con cái gì Phương Phương. Hay không? Ai gì ai ăn? Hai con không thì mày ăn. Không lộn. Đấy là phải gặp được cái con gì Phương Phương mới về chứ? Bích Phương. Bích Phương. Bích sao Phương hả? Nghe đủ ba nói. Yêu hay không yêu nói một lần. Yêu hay không yêu không nói một lời. Yêu hay không yêu không nói một lời. Thôi là có coi gì đi hát đủ. Bạn đã đến. Đến đâu? Đến. Đến đâu đến? Hãy biết. Phương đến. Đúng á. Hỏi hỏi nó đến đâu rồi? Mày hỏi thì nó biết trả lời không? Ngơ ngôn rồi, hoàn thành rồi, đéo cho trả lời. Hơi dư. Đi bộ đoạn đường còn lại. Lâu má dạy. Bây giờ mày hỏi nó là quán ăn ngon nhất Vũng Tàu. Bây giờ nó gửi tao. Nó nói không? Má bây giờ mà nó kêu đặt phòng 500 giá vậy. Má uổng vãi rồi. Nhưng mà ở khu ngoài đây không biết là biết. Gái Tây rồi. Chào khách hàng Nguyễn Hào Tây đã xác nhận đặt phòng từ bạn. Hello, Skid Fries. Đồ. Trả lời lại cho quốc chip mẹ đó. Má chưa đụng luôn. Hay lắm rồi. Đồ hủ mày chắc đủ má. Xuống nhầm thang mới nhít em đi khắp ca đâu. Nhưng lúc kia nhầm kia tao xuống đầm mấy. Được thôi má, hơi tiếu á. Không, ngó cái đầu lên đây này cho nhanh. Không được, không chơi đâu có được đâu, phải đi xuống gặp mà không biết canh. Tao chạy cái đường này tao chạy không được đâu. Được hết tao nói tao chạy đường hải thôi. Cái đường chống đỏ mà giờ có một con vịt nó giữ nó chạy được nữa. Sao không được? Đụng má. Mày bắt cái vịt ra tao chạy cho. Cái vịt nó di chuyển nó phải đứng chỗ đâu mà đứng né. Nhưng né được chứ. Né được thì nó chạy quay lại nè. Tao kêu đánh xuống đuổi vịt đi. Ờ bắt vịt làm. Cán chút nào. Tới giờ sao lâu vậy? Range Rover rồi. Ủa sao nãy ủa cái đường không đi đụng má. Ê mày hình như đi ngược hướng rồi. Đụng má hơi phiền á. Ủa nó kêu tới rồi mà. Đi ngược hướng rồi. Đi ngược đường Phan Châu Trinh rồi. Đâu nè, 24 rồi nè, tăng dần kìa phải không? Nhưng mà xuống máy đi nha. Đâm ra biển mới đúng mà. Đâm ra biển mới đúng, nhưng mà cái này đâm vô núi mà. Nhưng mà nãy giờ mình đi đâu đường quẹo trái đâu. Nãy giờ đi thẳng không mà. Đường tên gì vậy? Phan Châu Trinh. Mày coi đường này đâm vô trong hay đâm ra biển vậy? Phan Châu Trinh mà 220 máy là đâm vô... Nghe đến. Tôi đang bật lại. Ngược hướng gió chắc. Ủa phiền á, đang coi đi hướng ra biển mới đúng. Đi ra để tao bờ biển. Hỏi tao. Hỏi tao điên quá khủng quá. Đi hỏi xe đâm ra biển đúng không? Đâm ra biển đúng rồi đó. Cái hồ bên trái là đâm ra biển. Hợp lý rồi. Hồ bên trái đâm ra biển. Cái hồ bên trái đâm ra biển hả? Ma thì băng luôn á. Đây coi Google Maps rồi. Cái lồng nó chỉ là Nguyễn Hà Hotel luôn kìa. Ờ đúng rồi đúng rồi. Tại vì mọi người đang hướng đường ra đây mà. Nguyễn Hà Hotel gần cái đây luôn kìa. Rồi má xui vậy. Trời ơi rồi em muốn đi ra bãi trước đi đường nào? Bên trái hả? Trời ơi bị thấy rồi. Ê có hẻm mày ơi. Vậy hỏi mấy anh giao thông nè. Đây đồ má để tao thắt cho an toàn anh nha. Làm gì? Nó hỏi chắc lệ chứ đeo ấy đâu giờ. Có cái hẻm, mấy cái hẻm này nè. Mày... Rồi xe nó đi đường nào đi đường đó kìa, nó hỏi nhóc kìa. Giờ cũng đi ra ngoài kia, đụng nó cho dọc lại trơn rồi nè. Chán vậy. 16 qua Hoàng Thám mà đụng có sao đi. Ủa má cái khách sạn mình bút luôn hả? Nguyên Hà kìa gần cái đây. Ừ cái này đó luôn. Không, cái này nó mấy cái khách sạn lớn nữa để khách sạn Mỹ Lệ. À, được chạy rồi. Mày ép luôn rồi. Được chạy. Xuống vậy. Ơ, bị chặn rồi. Quay đi rồi ghi lên đăng Facebook ghi là kẹt xe ở Vũng Tàu. Thôi, đăng lên YouTube chưa? Trải nghiệm rồi. Được qua không? Được. Quá phiền phức. Hỏi anh luôn á. Rồi mày hỏi đi.